3. Lưu ý giúp sử dụng dầu ăn có lợi cho sức khỏe. Người tiêu dùng chú ý thành phần, thương hiệu khi mua sản phẩm, lựa chọn dầu phù hợp với từng cách chế biến món ăn. Cùng với đạm, tinh bột, đường, chất béo là một nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu giúp ổn định các hoạt động sống của cơ thể, vì vậy không nên cắt bỏ hoàn toàn trong khẩu phần ăn hàng ngày. Điều quan trọng, người tiêu dùng phải lựa chọn sản phẩm cung cấp dưỡng chất phù hợp, dùng với hàm lượng vừa đủ theo khuyến nghị là 14g chất béo mỗi ngày. Bên cạnh đó, để sử dụng dầu ăn tốt cho sức khỏe, cần tìm hiểu thành phần nguyên liệu, ưu tiên chọn sản phẩm dầu chất chống oxy hóa, chất xơ thực vật. Thời điểm và nhiệt độ quyết định một món chiên ngon, dinh dưỡng. Tiến sĩ nông nghiệp Aichi Amaju, công ty thực phẩm Juno, Nhật Bản cho biết, để cơ thể hấp thụ các chất béo lành mạnh từ thực phẩm thì khâu chế biến quan trọng. Trước khi chế biến món chiên, rán, người tiêu dùng cần làm nóng chảo, cho lượng dầu phù hợp vào đun nóng, dầu sủi tâm là thời điểm thích hợp cho nguyên liệu vào. Nhiệt độ khuyến cáo để chiên rán từ 160 đến 180 độ C. Khi chiên nên giữ nhiệt ở mức ổn định, nhiệt thấp sẽ là món ăn lâu chín, dầu thấm vào món ăn, thực phẩm không giòn. Lựa chọn dầu ăn phù hợp với từng cách chế biến thực phẩm. Theo tiến sĩ Aya Amaju, người tiêu dùng không nên chọn loại dầu ăn có nhiệt độ sôi thấp hoặc có nhiều axit béo không no để chiên rán vì cấu trúc không ổn định, dễ bị bẻ gãy và oxy hóa trong quá trình gia nhiệt, từ đó tạo ra chất gây hại cho sức khỏe. Khi lựa chọn sản phẩm, gia đình chú ý đọc các thông tin về thành phần nguyên liệu, hướng dẫn trên bao bì. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tùy vào từng loại nguyên liệu, người tiêu dùng nên có cách chế biến, lựa chọn loại dầu ăn phù hợp. Cụ thể, các món salad, gia đình lựa chọn dầu có hương vị thanh dịu, có thể sử dụng những loại không cần gia nhiệt hay chứa nhiều axit béo không bảo hòa. Món xào, luộc, sử dụng dầu có khả năng chịu nhiệt để cho vào món luộc hoặc xào giúp món ăn mềm, ngon, hấp thu nhiều vitamin tăng trong dầu. Món chiên, ưu tiên dầu ăn có khả năng chịu nhiệt tốt để giúp món ăn giòn ngon, không ảnh hưởng sức khỏe. Tránh sử dụng dầu chiên lại nhiều lần. Tiến sĩ Maju Ayawa cũng cho biết người tiêu dùng không sử dụng dầu chiên lại nhiều lần với những loại dầu ăn có khả năng chịu nhiệt và độ ổn định kém. Bởi lẽ, điều này sẽ làm dầu ăn bị oxy hóa. Một số dinh dưỡng trong sản phẩm như vitamin E, vitamin A, axit béo omega 369 bị phát hủy, tạo ra những chất không tốt cho sức khỏe như acrolein, prapain. Acrolein không màu được sinh ra khi đun nóng dầu ở nhiệt độ cao, có mùi hắc làm giảm cảm giác ngon miệng khi ăn những món chiên. Hơi acrolein có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp. Nếu cơ thể hấp thu những sản phẩm bị oxy hóa sẽ làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mãn tính như tim mạch, ung thư, tiểu đường.